Hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn là cách tạo chữ trên một cung tròn. Giả sử chúng ta có cung tròn đường kính là 50. Ta tạo một dòng chữ 1, 2, 3, 4, 5 dùng phông Arial Bold. Tiếp là 8, khoảng cách các chữ là 2.